tớ đố cậu một câu. Cậu thử đoán xem đây là cây gì nhá. Cậu mau đố đi. Cây gì có rễ buông mành, là dùng em biến được thành đàn trâu? Cây gì à? Là cây si đúng không? Sai rồi, tít đoán lại đi. Thế thì chỉ có thể là cây đa. Chính xác, đó là cây đa. Thế có liên quan gì đến địa danh hôm nay không chip? Có chứ, địa danh này có cây đa, còn là di tích lịch sử nữa đấy. Cây đa mà lại là di tích lịch sử, nghe lạ nhỉ. Vậy để tớ giới thiệu nhé. Chúng mình đang đứng cạnh cây đa Tân Trào thuộc tỉnh Tuyên Quang. Vậy là chúng ta đang ở Tuyên Quang à? Tuyên Quang còn nổi tiếng với hồ Na Hang, suối khoáng Mỹ Lâm và Cam Hàm Yên nữa chứ. Để tớ cắm cờ nhé. Tít ơi, nhà tớ mới nuôi một chú mèo Mun đấy. Mèo Mun á? Mun nghĩa là gì vậy Chip? Có thế mà cậu cũng không biết à? Mun là cách gọi khác của màu đen. Mun là đen á? Tớ chả tin. Hai từ mun với đen chẳng có gì liên quan nhau. Kìa. Hey. Thôi được rồi, cậu không tin đúng không? Để tớ hỏi cô giáo nhá. Ừ, ý kiến hay đấy. Chúng em chào cô ạ. Cô chào cả lớp. Để giải đáp thắc mắc này, chúng mình cùng tìm hiểu qua bài học từ đồng nghĩa nhé. Vâng ạ. Trước khi vào bài học mới, Chip hãy cho cô biết từ đồng trong cụm từ đồng nghĩa mang ý nghĩa gì? Em thưa cô, đồng ở đây là cùng ạ. Đúng rồi. Vậy mời bạn Tít cho cô biết từ đồng nghĩa là gì? Thưa cô, từ đồng nghĩa là từ cùng nghĩa. Chính xác. Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Như vậy, từ đồng nghĩa có hai dạng, từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Tít cho cô biết, các bạn miền Nam gọi bố là gì? Thưa cô, bố là ba ạ. Là tía nữa ạ. Chính xác. Như vậy, những từ bố, ba, tía là những từ đồng nghĩa với nhau. Còn từ nào đồng nghĩa với nhau nữa không nhỉ? Em có từ lợn, heo ạ. Tốt lắm Chip. Vậy còn Tít? Thưa cô, em có từ mẹ, má. Chính xác. Chip có thể đặt câu với từ mình vừa tìm được không? Mẹ em đi chợ từ sáng sớm. Giờ cô lấy từ má thay cho từ mẹ, cô sẽ có câu mới là gì? Cô mời Tít. Má em đi chợ từ sáng sớm. Uầy, Tít còn biết nói cả tiếng miền Nam nữa cơ đấy. Thế Tít cho cô biết, câu của Chip và câu của em có ý nghĩa khác nhau không? Dạ, không ạ. Cô cảm ơn Tít. Những từ mẹ, má, lợn, heo được coi là từ đồng nghĩa hoàn toàn vì chúng có thể thay thế cho nhau mà không làm ảnh hưởng ý nghĩa của câu. Tiếp theo, chúng ta đến với trường hợp thứ hai. Từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Hai bạn cho cô biết, khi muốn nói đến hành động dịch chuyển đồ vật từ nơi này sang nơi khác, chúng ta có thể sử dụng những từ nào? Thưa cô, đó là từ nhấc, bê, khiêng. Tốt lắm. Còn từ nào nữa không Tít? Thưa cô, còn từ vác, cầm ạ. Cô cảm ơn cả hai bạn. Vậy đố các bạn biết thế nào là khiêng? Thưa cô, khiêng là nâng vật bằng sức của hai hay nhiều người. Tít giỏi quá. Vậy còn từ vác thì sao Chip? Thưa cô, vác là mang vật nặng cồng kềnh lên vai. Vậy từ khiêng và từ vác có nghĩa giống nhau không? Không ạ. Có ạ. Hai từ này có nghĩa gần giống nhau thôi. Nó đều nói đến việc chuyển đồ từ nơi này sang nơi khác. Nhưng hai từ này có thể thay thế cho nhau được không nhỉ? Tít vác đèn lên vai. Tít khiêng đàn trên vai. Nó không thể thay thế cho nhau được ạ. Đúng rồi. Như vậy, những từ mà Tít và Chip vừa kể được gọi là từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Như vậy, bài học ngày hôm nay chúng ta cần nhớ. Từ đồng nghĩa là từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Có hai loại, từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Từ đồng nghĩa hoàn toàn có thể thay thế cho nhau. Ví dụ, ba, bố, mẹ, má. Từ đồng nghĩa không hoàn toàn không thể thay thế cho nhau. Ví dụ, khiêng, vác. Chúng em nhớ rồi ạ. Này Chip, tớ đã từng nói cho cậu về trò chơi ghế nóng chưa nhỉ? Chưa, cậu chỉ tớ cách chơi đi. Trước hết, chúng ta cần chuẩn bị một cái ghế và những tờ giấy vẽ các hành động khác nhau. Có ba bạn chơi, một bạn đứng đằng sau ghế cầm bức vẽ,
Bạn đứng đằng trước mô tả cho bạn ngồi ghế đoán xem đó là hành động gì. Hay quá, mình có thể chơi theo đội nữa Tít nhỉ? Đúng rồi, mình cùng chơi với các bạn nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn. Chúng tớ đi chơi đây.